Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì là thời điểm cuối năm 2023 rồi, là thời điểm tháng 12 năm 2023. Thì bên em đang xả một số dòng xe như Toyota Camry để tránh bị tôn đời. Thì hiện tại là em đang sẵn một vài màu của một 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản 2.0Q màu đen, nội thất màu kem. Và em sẽ giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Camry 2.0Q này và giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Camry thời điểm tháng 12 năm 2023. Thì hiện tại Camry có 3 phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nguyên chiếc luôn. Thì có giá niêm yết cho phiên bản như sau. Phiên bản số tự động 2.0G thì có giá là 1.105.000.000 và hiện tại thì bên em đang giảm rất là sâu cho dòng xe này là 67.000.000 tiền mặt. Và thời điểm hiện tại anh chị đăng ký xong chỉ cần giúp em số tiền khoảng 1.154.000.000 là xong rồi. Còn nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì chuẩn bị giúp em số tiền là 335.000.000. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản 2.0Q, phiên bản trước mắt chúng ta đây có giá niêm yết là 1.220.000.000 và hiện tại thì em đang giảm là 35.000.000 tiền mặt và tặng thêm cho anh chị một gói phụ kiện chính hãng nữa. Thì với cái giá bên trên thì anh chị cần chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 1.3 để lăn bánh. Còn phiên bản tiếp theo, phiên bản 2.5Q có giá niêm yết là 1.405.000.000 và hiện tại bên đang giảm là 47.000.000 tiền mặt và lăn bánh anh chị cần chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 1.5 tỷ. Phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất sẽ có giá niêm yết là 1.495.000.000 là phiên bản xăng lai điện. Thì hiện tại bên đang giảm là 55.000.000 tiền mặt và đăng ký xong anh chị thanh toán cho bên em số tiền khoảng loanh quanh tầm 1.6 tỷ. Và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Camry các phiên bản và em sẽ giới thiệu cho anh chị sâu hơn về chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.0Q này. Thì phiên bản này thì có kích thước động cơ, kích thước này, option cũng như ngoại thất sẽ gần như là giống phiên bản 2.5Q. Nó chỉ khác nhau một vài cái điểm như là động cơ, chiếc này sẽ được dùng là động cơ 2.0, còn 2.5Q là sẽ dùng động cơ 2.5, khác nhau về hộp số đi kèm nữa. Và ngoài ra thì phiên bản 2.5Q sẽ có bộ cam 360, còn chiếc xe này sẽ không có cam 360. Và một chi tiết nữa là chiếc xe này sẽ có hai cảm biến góc trước, còn phiên bản 2.5Q thì sẽ có thêm hai cảm biến phía trước nữa. La răng của cả ba phiên bản 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV thì đều có kích thước như nhau và đều có dạng là la răng khoái xương như thế này. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe bản 2.0Q này nó chỉ tương đương khoảng 6,4 lít trên 100 cây đường hỗn hợp thôi. Chiếc xe Camry này được mới thay đổi về máy nên là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là rất là tối ưu. Còn về phần nội thất của xe thì xe Camry có hai lựa chọn về nội thất là màu đen và màu be. Và trước mắt chúng ta đây là phiên bản này là nội thất sẽ là nội thất màu be. Còn ngoại thất thì sẽ có lựa chọn là trắng, đen và be. Trắng đen và đỏ. Thì bên em sẽ có sẵn thường là sẵn và trắng và đen. Nội thất thì cũng tùy chọn. Còn ngoài ra thì em sẽ giới thiệu sâu hơn về phần nội thất. Nội thất của chiếc này này, chiếc 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV thì đều có cái nội thất giống nhau, là đều có nhớ ghế này, đều có điều chỉnh gương tự động, đều có đèn pha thích ứng, chống trơn trượt, mở cốp, mở xăng. Và phía bên trên này sẽ có là đèn auto bật tắt này, là chuyển số sau vô lăng, các cái phím điều khiển, các chức năng giải trí, chức năng đa thông tin, ga thích ứng, chế độ âm thanh và có gạt mưa tự động. Còn phía bên này thì cả 3 phiên bản đều có là loa JBL kết hợp với màn hình JBL, điều hòa 3 vùng tự động anh chị ạ, sạc không dây, phanh tay điện tử và 3 chế độ lái auto hold. Và phía năng phía sau kia sẽ có là rèm cho cửa kính phía sau, cho cửa kính hai bên hàng ghế thứ hai và có bảng điều khiển cho hàng ghế thứ hai riêng. Và cả ba phiên bản thì đều có cửa sổ trời ở đây. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Camry và giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất của chiếc xe Toyota Camry 2.0Q và nó cũng tương tự như là 2.5Q và 2.5HV. Nếu anh chị cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe Toyota Camry nói riêng và Toyota nói chung thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình. Và xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.